Huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất bởi trận dông lốc. Nhiều xã vẫn chưa thể cấp điện trở lại. Các cơ sở trường học cũng vì thế đã không thể dọn dẹp, sửa chữa các cơ sở vật chất để cho học sinh đến trường và tái sản xuất. Mưa to kèm theo gió mạnh đã làm 20 cột điện cao thế bị đổ, gây mất điện trên diện rộng tại hai huyện Cẩm Khê và Yên Lập. Hiện Công ty Điện lực Phú Thọ đang tập trung huy động lực lượng tới để khắc phục sự cố, trong đó ưu tiên sửa chữa, bảo đảm cung cấp điện trở lại cho người dân trên địa bàn. Huy động cán bộ nhân viên của các cái điện lực khác về hỗ trợ để mà thực hiện. Thì đến hôm nay thì đang thực hiện khôi phục lại 20 vị trí cột của đường dây 972 trung gian sông Thao 1 cũng như là cái hệ thống lưới điện 0,4 kV đã bị dông lốc làm gãy đổ hệ thống hòm hộp công tơ như đường dây 74. Thì hiện nay thì chúng tôi cố gắng là trong cái ngày hôm nay là 11 sẽ khắc phục lại được điện cho 11 cái trạm biến áp hiện đang bị sự cố. Theo thống kê của Công ty Điện lực Phú Thọ, mưa bão đã gây sự cố cho 11 đường dây trung áp, ảnh hưởng tới 247 trạm biến áp phân phối, làm gián đoạn cấp điện tại nhiều huyện, thành thị, thiệt hại ước tính gần 2 tỷ đồng.